Rồi, không làm mất nhiều thời gian của các anh chị tướng viên nhà mình nữa, thì mình cùng nhau đến với phòng học ngày hôm nay luôn. Thì như mọi người cũng đã biết thì mỗi tháng Oriflame sẽ cho ra những cái buổi livestream như thế này phải không ạ? Và khi mà chúng ta đầu buổi livestream thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại kiến thức cũ. Cái này thì mỗi lần mọi người nghe là cái chữ là ôn tập lại kiến thức cũ thì chúng ta sẽ biết được rằng là mình sẽ cùng nhau ôn tập lại kiến thức của buổi live ngày hôm trước, và chúng ta sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi của kiến thức cũ. Và mỗi người nếu như trả lời đúng đáp án của chương trình đưa ra thì chúng ta sẽ được nhận một phần quà. Mọi người lưu ý giùm cho Loan nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ có buổi live ngày hôm nay của chúng ta sẽ có quà. Rồi, thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi ôn tập. Nếu như các anh chị tướng viên đã theo dõi Oriflame chi nhánh Đà Nẵng fanpage của chúng ta lâu rồi thì các bạn cũng biết khi mà trả lời đúng thì mình sẽ có quà phải không ạ? Và mọi người hãy cho một tí tim cũng như là một tiếng siêu like để mình cùng nhau bắt đầu vào những cái câu hỏi về những câu hỏi ôn tập ngày hôm nay luôn. Và chúng ta hãy cùng comment sẵn sàng để mình có thể bắt đầu vào từng câu hỏi ha. Và chia sẻ với mọi người là cái món quà ngày hôm nay chúng ta nhận đó chính là quả Tenacare huyền thoại tại Oriflame. Thì đây là một cái sản phẩm mà hầu như tất cả các anh chị tướng viên mới hay là cũ đều yêu thích sản phẩm này phải không ạ? Và đây là một sản phẩm huyền thoại đến từ Oriflame. Thì mọi người hãy cùng nhau comment sẵn sàng để chúng ta có thể bắt đầu vào buổi live, bắt đầu vào những cái câu hỏi ôn tập ngày hôm nay ha. Và Lo sẽ nhận đáp án theo cái đường truyền của mình. Loan sẽ nhận đáp án theo đường truyền của Loan nha. Có nghĩa là đường truyền của bên Loan như thế nào, và bạn nào trả lời chính xác thì Loan sẽ nhận cái đáp án theo cái đường truyền của mình. Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ ôn tập một tí xíu rồi mình sẽ cùng nhau vào chuyên đề chính luôn. Rồi, Loan đã đọc được comment của cả nhà rồi ha. Vậy thì câu hỏi đầu tiên mọi người chỉ cần trả lời đúng chính xác đáp án ABCD và chúng ta hãy cùng nhau nhanh tay để trả lời câu hỏi ha. Phần thưởng chính xác dành cho bạn nào mà chính xác nhất đó chính là một quả trứng Tenacare, hay là gọi là sách dưỡng huyền thoại. Rồi, câu hỏi đầu tiên, cấu trúc da gồm những phần nào? Hôm bữa Loan đã hướng dẫn rồi phải không ạ? Hôm bữa chúng ta đã học về da thì chúng ta sẽ có 5 giây để trả lời cho câu hỏi này. Cấu trúc da gồm những phần nào? Một câu hỏi rất là đơn giản. Da của chúng ta, cái cấu trúc da của chúng ta gồm bao nhiêu phần, và chúng ta gồm những phần nào? Thì mọi người hãy cùng nhau liệt kê ra và chúng ta cùng nhau lựa chọn đáp án đúng nhất ha. Cấu trúc da của chúng ta gồm bao nhiêu phần? Thân bì, hạ bì, biểu bì, lớp sừng, lớp trong, lớp đáy, biểu bì, thân bì, hạ bì, lớp sừng, collagen và tế bào mỡ. ABCD, đáp án nào đúng ạ? Rất là đơn giản, hôm bữa Loan đã hướng dẫn cho mọi người hết rồi. Hiện tại thì vẫn chưa qua 5 giây rồi nhưng mà vẫn chưa bạn nào có được câu trả lời. Đáp án chính xác của chúng ta đó chính là biểu bì, thân bì và hạ bì. Thì cấu trúc da của chúng ta gồm 3 phần, đó chính là biểu bì, thân bì và hạ bì. Biểu bì là một cái tầng nằm ở phía trên, thân bì là những cái phần chứa những cái sợi collagen và elastin, hay còn được gọi là những cái sợi thần kinh của cơ thể, và phần hạ bì được gọi là tế bào mỡ. Thì chúng ta hãy cùng ghi nhớ dùm cho Loan, cấu trúc da thì chúng ta sẽ gồm có 3 phần: biểu bì, thân bì và hạ bì. Thì 3 phần này nó sẽ chia thành những phần nhỏ khác nhau. Hôm bữa Loan cũng đã, hôm trước bài live ngày hôm trước thì Loan cũng đã giải thích về vấn đề này rất là kỹ rồi phải không ạ? Và Loan đã thấy được đáp án chính xác rồi nha cả nhà. Bạn Trần Thị Hà có câu trả lời chính xác nhất. Bạn Trần Thị Hà trả lời đáp án là C, đúng với đáp án của chương trình. Cho nên là bạn nào mà trả lời chính xác câu hỏi thì các bạn hãy inbox trực tiếp cho Loan thông tin cá nhân để Loan có thể gửi cái phần quà Tenacare đó về chính địa chỉ cho tất cả các anh chị tướng viên nhà mình. Rồi mình không trả lời nữa ha, mình tiếp tục qua câu hỏi thứ hai. Mọi người ơi, mọi người không trả lời nữa, mình cùng nhau qua câu hỏi thứ hai. Chúng ta cùng nhau qua câu hỏi thứ hai, mọi người hãy sẵn sàng cho câu hỏi thứ hai này. Cùng nhau sẵn sàng qua câu hỏi thứ hai ha. Mọi người không comment nữa để Loan không bị rối khi mà nó nhảy cái comment của cả nhà lên, không bị rối, không bị mất rối câu hỏi ha. Câu hỏi thứ hai, trình tự các bước chăm sóc da tiêu chuẩn gồm những bước gì? Rất là đơn giản, trình tự các bước chăm sóc da tiêu chuẩn gồm những bước gì? Mọi người hãy đọc kỹ câu hỏi và kỹ câu trả lời.
làm sạch dưỡng sâu dưỡng mắt dưỡng ngẫm toner dưỡng mắt dưỡng sâu dưỡng ngẫm, làm sạch dưỡng mắt dưỡng ngẫm dưỡng sâu, làm sạch dưỡng mắt dưỡng sâu và dưỡng ẩm. Đáp án là gì? Đâu rồi, đâu hết rồi. Sáp dưỡng Tenacare thứ hai sẽ dành cho bạn nào đây? Trình tự các bước chăm sóc da tiêu chuẩn gồm những gì? Trình tự đúng nha, đọc kỹ câu hỏi, đọc kỹ câu trả lời. Đâu hết rồi, không thấy được comment của cả nhà mình. 2A câu hỏi 2D rồi chị Thị Thúy. Thị Thúy ạ. Đáp án chính xác của chúng ta đó chính là câu D, làm sạch dưỡng mắt, dưỡng sâu và dưỡng ẩm. Ha, làm sạch dưỡng mắt, dưỡng sâu và dưỡng ẩm, mọi người hãy lưu ý giùm cho Loan là trình tự các bước chăm sóc da tiêu chuẩn là chúng ta gồm có làm sạch này. Bước làm sạch thì gồm có cái gì? Gồm có sữa rửa mặt và nước cân bằng ẩm. Rồi chúng ta mới tới cái bước dưỡng mắt, rồi mình mới tới dưỡng sâu hay còn được gọi là serum tinh chất, và cuối cùng mình mới tới bước là dưỡng ẩm hay còn được gọi là kem dưỡng da. Đây là một cái bước để giúp cho chúng ta khóa lại tất cả các bước mà chúng ta đã sử dụng trước đó. Thì xin chúc mừng bạn Thị Thúy hay là Thị Thuy. Bạn đã trả lời đúng câu D, thì bạn hãy gửi những cái thông tin cá nhân của mình trực tiếp giúp cho Loan nha. Rồi chúng ta đã có chủ nhân của quả Tenacare thứ hai rồi, mình không comment nữa. Cả nhà không comment nữa giúp cho Loan nha. Khi nào mà Loan đã ra cái dấu tích đỏ là mọi người không cần phải comment nữa để tránh làm lộn qua câu sau. Tiếp tục là câu 3 cả nhà ơi. Câu 3 cả nhà ơi. Mọi người không comment nữa ha. Tiếp tục mình qua câu 3. Câu 3, trình tự các bước chăm sóc da nâng cao gồm những bước gì? Hồi nãy là tiêu chuẩn, khi nãy là tiêu chuẩn thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ có bước chăm sóc da nâng cao. Massage tẩy tế bào da chết mặt nạ chống nắng, tẩy tế bào chết massage mặt nạ chống nắng mặt nạ massage tẩy tế bào da chết mặt nạ massage tẩy tế bào da chết và chống nắng. Rồi trình tự các bước chăm sóc da nâng cao chúng ta gồm những bước gì? Bước nào ạ? Chúng ta gồm những bước nào đây? Tẩy massage, tẩy tế bào da chết, mặt nạ chống nắng, ABCD, mọi người chọn câu nào? Trình tự các bước chăm sóc da nâng cao gồm. Đáp án chính xác của chúng ta đó chính là câu B. Chúng ta sẽ có trình tự như thế nào? Đầu tiên là mình cần phải tẩy tế bào da chết. Sau khi tẩy tế bào da chết xong, chúng ta có thể massage mặt để tuần hoàn máu, và chúng ta có thể đắp mặt nạ lên để giúp cho da của chúng ta cung cấp nhiều dưỡng chất hơn. Bởi vì sau khi tẩy tế bào da chết thì đây chính là cái thời điểm gọi là cái thời khắc vàng để cho chúng ta đắp mặt nạ, thì những cái dưỡng chất nó sẽ hấp thụ sâu vào bên trong da của mình. Và cuối cùng mỗi ngày thì mình cần phải chống nắng vào buổi sáng, và Lo cũng đã có câu trả lời đáp án chính xác rồi, cho nên là mọi người không cần phải comment nữa ha. Thì xin chúc mừng bạn Hòa Trương. Bạn Hòa Trương đã trả lời đáp án chính xác là câu B. Trình tự các bước chăm sóc da nâng cao của chúng ta đó chính là câu B. Thì bạn Hòa Trương hãy comment, hãy gửi thông tin cá nhân của mình vào trong inbox giúp cho Loan nha. Rồi, mình như vậy là chúng ta đã có được 3 quả Tenacare dành cho 3 bạn tư viên. Thì rất mong những cái thông tin mà Loan chia sẻ cho mọi người sẽ nắm thật là rõ, để lần sau khi mà có một cái buổi livestream như thế này nữa thì chúng ta sẽ có những cái câu hỏi và mọi người phải trả lời đúng cái đáp án của chương trình đưa ra, thì chúng ta sẽ được nhận những cái phần quà từ chương trình. Và rất có thể là qua buổi hôm sau thì mình sẽ có những cái phần quà mới thì sao. Cho nên là mọi người hãy cố gắng ha, mình sẽ ghi chép thật là kỹ những thông tin, những cái bài học để cho chúng ta có thể được nhận những phần quà giống như là 3 bạn ngày hôm nay. Thì 3 bạn đó có thể là gửi thông tin địa chỉ rồi thông tin cá nhân của mình trực tiếp giúp cho Loan vào trong inbox giúp cho Loan nha. Chúng ta không gửi vào trong cái phần comment này bởi vì nó sẽ bị trôi đi mất. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ có phần chăm sóc da cơ bản. Lần trước là chúng ta đã học về cách chăm sóc da này, chúng ta đã tổng quan về da, chúng ta đã học về phân tích da, tổng quan về da, cấu tạo da, rồi da gồm bao nhiêu phần vân vân, rồi cách chăm sóc da tiêu chuẩn, rồi cách chăm sóc da nâng cao, phải không ạ? Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ học về chăm sóc da cơ bản. Mình sẽ học về cách chăm sóc da cơ bản. Thì như khi nãy Loan đã nói rồi,
Để học được chuyên sâu hơn thì chúng ta cần phải nắm được những cơ bản trước. Cơ bản ở đây có nghĩa là những cái bước gọi là đơn giản nhất dành cho những bạn nào mới bắt đầu dưỡng da này, dành cho những bạn nào mới bắt đầu skin care, dành cho những bạn nào mà chưa có nắm rõ về kiến thức về da và các bạn không biết được rằng là mình nên lựa chọn sản phẩm gì, sản phẩm gì, sản phẩm gì để phù hợp cho làn da của mình. Thì hôm nay Lo sẽ hướng dẫn mọi người cách chăm sóc da cơ bản cũng như là trình tự các bước chăm sóc da cơ bản chúng ta sẽ gồm những bước nào. Và đầu tiên thì mình còn phân biệt từng làn da. Thì hôm bữa Lo cũng đã hướng dẫn mọi người, hôm trước Lo cũng đã hướng dẫn mọi người cách phân biệt từng làn da rồi, phải không ạ? Thì phân biệt từng làn da có nghĩa là sao? Chúng ta sẽ có phân biệt gồm các loại da khác nhau, thì chúng ta sẽ gặp, thông thường thì chúng ta sẽ gặp 5 loại da khác nhau, 5 loại da khác nhau: da nhường, da khô, da thường, da hỗn hợp và da nhạy cảm. Thì Lo cũng nói sơ lược về 5 loại da này để khi mà mọi người tư vấn, mọi người sẽ biết được, nắm rõ được là cái làn da đó nó thuộc làn da gì. Khi chúng ta tư vấn cho một khách hàng A thì chúng ta cũng phải biết được rằng là cái chị khách đó thuộc cái làn da nào và cách chăm sóc phù hợp với da của chị đó ra làm sao. Và chúng ta, nếu như chị đó chưa có sử dụng sản phẩm skin care, chưa sử dụng sản phẩm dưỡng da, thì chúng ta nên tư vấn những sản phẩm gì trước để chị đó có thể tập làm quen với từng sản phẩm. Thì mình cùng nhau tóm lược sơ lại 5 cái loại da này một tí xíu rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào cái cách chăm sóc da cơ bản hơn. Đầu tiên là da nhờn. Thì thông thường là có khá là nhiều anh chị tư vấn viên, nếu như các bạn làm lâu rồi, các bạn xịn về skin care, các bạn xịn về chăm sóc da rồi, thì các bạn chỉ cần nhìn cái làn da này là các bạn đã biết được đó là làn da gì. Tuy nhiên đối với một vài bạn là các bạn cũng không có nắm rõ được. Thì hôm nay Lô sẽ phân tích luôn da nhờn là da gì. Da nhờn, cách nhận biết rất là đơn giản. Khi mà mọi người nhìn một cái làn da nó bóng dầu toàn bộ gương mặt, có nghĩa là dầu nó đóng thành một cái lớp dầu trên bề mặt da, hoặc là các bạn tự cảm nhận cái bề mặt da của mình nó quá nhiều dầu, nó quá nhiều chất nhờn ở trên đó, lỗ chân lông của chúng ta rất là to, da rất là bị xỉn màu và kiểu như là nó sẽ bị thô và bị dày, nó không có được mịn màng giống như những cái làn da khác. Và nó đặc biệt nhất là nó sẽ xuất hiện các loại mụn. Các loại mụn ở đây như là mụn trứng cá, mụn đầu đen, mụn viêm, mụn bọc, mụn u nang, vân vân, rất là nhiều loại mụn khác nhau. Thì chúng ta sẽ liệt kê đó là thuộc làn da nhờn. Vậy thì đối với những làn da này thì cái biện pháp kiểm soát của chúng ta là gì? Đó chính là chúng ta hãy tập trung vào cái vấn đề làm sạch da. Rất là nhiều người bỏ qua cái vấn đề làm sạch da này. Hầu như là tất cả các da chúng ta đều tập trung vào cái vấn đề làm sạch da. Tuy nhiên đối với làn da nhường thì chúng ta cần phải tập trung kỹ hơn nữa vào cái vấn đề làm sạch da. Bởi vì khi mà để một cái làn da mà nó chưa được làm sạch, các bạn thoa kem dưỡng lên, các bạn thoa kem chống nắng lên, hoặc là các bạn tiếp xúc với lại là môi trường không khí, thì bắt đầu bụi bẩn nó sẽ bám vào, nó sẽ gây bít tắc lỗ chân lông và nó sẽ sinh ra mụn thôi. Thì điều đặc biệt nhất đối với da nhờn đó chính là vấn đề làm sạch da. Nhưng mà Long cũng nói luôn á, là Long nói cái vấn đề làm sạch da ở đây thì là có nghĩa mỗi ngày mọi người chỉ cần làm sạch da cho Long đúng 2 lần vào buổi sáng và buổi tối thôi. Chúng ta không rửa mặt quá nhiều lần trong một ngày. Bởi vì các bạn có một cái thói quen là càng tiết ra dầu thì các bạn lại càng đi rửa mặt. Như vậy là sai nha. Tại vì khi mà các bạn rửa mặt quá nhiều lần như vậy thì bắt đầu là da, cái cơ thể của chúng ta nó bắt đầu nó tiết ra nhiều dầu hơn nữa để nó bù đắp cho cái lượng dầu đã bị mất. Thì các bạn cứ lấy đi thì cơ thể của chúng ta, làn da của chúng ta nó lại tiết ra dầu. Thì càng ngày nó càng tiết ra nhiều dầu hơn. Thì đó cũng chính là cái nguyên nhân mà tại vì sao các bạn luôn luôn cảm thấy là cái bề mặt da của mình bị bóng dầu liên tục. Và cách giải quyết rất là đơn giản, chúng ta sử dụng giấy thấm dầu. Một ngày dài như vậy, chỉ rửa mặt vào buổi sáng buổi tối, làm sạch da mặt vào buổi sáng buổi tối. Còn trong cái khoảng thời gian một ngày đó thì chúng ta có thể sử dụng giấy thấm dầu để mình lau lại những cái vùng da mà mình cảm nhận là nó đổ quá nhiều dầu, hoặc là chúng ta có thể dùng bông tẩy trang để chúng ta dặm lại những cái phần đổ mồ hôi hoặc là những cái phần dầu ở trên bề mặt da của mình. Thì đó là một cái phương pháp giúp cho mọi người có thể làm sạch da nhưng mà không bị mất đi độ ẩm của da. Rồi tẩy tế bào da chết một tuần 1-2 lần. Tẩy tế bào da chết rất là quan trọng nha. Bởi vì sữa rửa mặt nó cũng có thể làm sạch da của mình được, nhưng mà nó sẽ không sạch sâu trong lỗ chân lông của chúng ta. Cho nên nếu như các bạn muốn làm sạch sâu cái bề mặt da của mình thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng tẩy tế bào da chết. Và đặc biệt da dầu thì chúng ta cần phải kiểm soát lại cái chế độ ăn uống ngủ nghỉ của mình. Chúng ta không được ăn quá nhiều đồ ngọt, chúng ta không được ăn quá nhiều chất cay hoặc là quá nhiều chất béo, thì đó nó sẽ làm xuất hiện mụn của chúng ta càng ngày nó càng nhiều hơn. Cho nên là mọi người phải kiểm soát lại cái chế độ ăn uống của mình tí xíu giúp cho Loan ha. Rồi, đó chính là da dầu. Vậy thì đối với da khô thì sao? Da khô thì nó sẽ khác da dầu. Thì khi mọi người nghe hai cái từ này nó cũng khác nhau, phải không ạ? Da dầu có nghĩa là đổ quá nhiều dầu. Còn da khô thì nó sẽ bị khô thoáng bề mặt da của mình. Và nó sẽ xuất hiện một vài tình trạng như là
những cái vùng da khô căng trên bề mặt da của chúng ta, và nó bắt đầu nó sẽ sần sần da lên, gọi là cái da của chúng ta sẽ bong 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 lên, đặc biệt là vùng vùng giữa trán này, hai cánh mũi này, hoặc là vùng cằm đó. Đây là những cái vùng mà nó dễ bị bong bong tróc da, hoặc là những cái bạn nào mà bị thiếu độ ẩm thì nó sẽ bị bong cái vùng da ở phía bên trong cái vùng má trong này. Thì những cái vùng da mà dễ bị bong như vậy thì chắc chắn là nó sẽ bị thiếu độ ẩm, cũng như là nó sẽ bị rất là nhanh lão hóa, nhất là những cái vùng như là rãnh cười này. Các bạn nói chuyện liên tục, các bạn cười liên tục thì cái chỗ này nó không có độ ẩm thì chắc chắn là nó sẽ bị nhăn. Hoặc là vùng da mắt ha, đó là những cái vùng da mà nó sẽ bị nhăn nhất. Thì da khô nó cũng là một cái làn da, nếu như các bạn chăm sóc, biết cách chăm sóc thì đây là một cái làn da rất là đẹp, rất đẹp. Nếu như các bạn biết cách chăm sóc, các bạn cung cấp độ ẩm, rồi các bạn biết cách chăm sóc, biết da mình nó như thế nào, các bạn chăm sóc thì da của chúng ta thuộc làn da đẹp, nếu như các bạn biết cách chăm sóc ha. Còn nếu như các bạn không biết cách chăm sóc thì da quá khô nó cũng sẽ sinh ra những cái mụn li ti, nếu như da của chúng ta quá khô. Và da của chúng ta khô thì nó sẽ xuất hiện nếp nhăn rất là sớm. Đối với da dầu thì các bạn chỉ có một cái vấn đề, đó là xuất hiện mụn thôi. Còn về cái vấn đề lão hóa da thì da dầu nó lâu lão hóa hơn so với da khô, cho nên là da khô các bạn phải chịu khó chăm sóc, cung cấp độ ẩm nhiều vào nha. Thì biện giải pháp kiểm soát của chúng ta đó chính là tập trung vào vấn đề cấp ẩm, tẩy tế bào da chết một lần trên một tuần nếu như da của chúng ta khỏe. Da của chúng ta khỏe có nghĩa là sao? Các bạn không sử dụng kem đặc, kem trộn, kem pha, các bạn không cảm thấy là da của mình bị châm chích ngứa ngáy thì chúng ta có thể sử dụng tẩy tế bào da chết một lần trên một tuần để loại bỏ những cái màng da chết trên bề mặt da của mình ra, để loại bỏ những cái lớp sừng, lớp vảy trên bề mặt của chúng ta ra, thì khi đó chúng ta dưỡng da vào nó mới hấp thụ vào sâu bên trong được. Còn nếu như các bạn để một cái làn da chết nó đóng quá nhiều ở trên da của mình thì các bạn làm cái gì nó cũng cảm thấy là da của chúng ta bong tróc ra cả, cho nên là tẩy tế bào da chết một tuần một lần đối với những bạn nào có làn da khỏe hơn. Rồi chúng ta sẽ bổ sung nhiều nước và các thực phẩm cung cấp nước, ví dụ như là các loại quả mọng này, hoặc là chúng ta có thể uống vitamin và khoáng chất để cung cấp những cái dưỡng chất cho da của mình. Rồi, cho Long đọc comment của mọi người một tí xíu nha. Rồi, tiếp tục thì chúng ta sẽ có da hỗn hợp. Thì trong cái buổi ngày hôm nay mọi người có những câu hỏi thắc mắc nào thì mọi người hãy comment ở phía bên dưới, Long cũng sẽ đọc luôn cả comment của mọi người và trả lời những cái thắc mắc đó cho tất cả các anh chị thính viên nhà mình hơn. Rồi tiếp tục là da hỗn hợp. Da hỗn hợp, khi mà nghe cái da hỗn hợp là mọi người sẽ biết được rằng là nó pha trộn cái này vào cái kia, thì nó sẽ pha trộn giữa da khô và da dầu trên một cái bề mặt da như vậy. Và da hỗn hợp là một cái làn da được gọi là một cái làn da khó tính, rất là khó tính. Da này nếu như chúng ta chăm sóc da mà theo kiểu khô quá nó cũng không được, mà chăm sóc da theo kiểu cấp ẩm nhiều quá nó cũng không được luôn. Cho nên là mọi người phải chăm sóc rất là kỹ đối với cái làn da hỗn hợp này. Da lon là thuộc da hỗn hợp. Da bạn nào thuộc da hỗn hợp thì các bạn sẽ biết nó sẽ bóng vào vùng chữ T. Bóng vào vùng chữ T có nghĩa là vùng trán, mũi, nhân trung, cằm và hai má trong này. Hai má trong này lỗ chân lông rất là to. Vùng trán, vùng mũi, vùng nhân trung, vùng cằm đổ dầu rất là nhiều và nó sẽ bị khô vùng chữ U. Vùng chữ U là cái vùng rìa ngoài khuôn mặt, đây là vùng chữ U. Đó, cho nên là mỗi lần trang điểm nha, Lo phải kìm dầu chỗ này lại, Lo phải cấp ẩm hai bên này. Không thôi là nó sẽ bị bong tróc, hai cái phần má ngoài này của Lo nó sẽ bong tróc ra, cũng như là phần dầu, phần mũi của mình nó sẽ bị đổ dầu rất là nhiều. Cho nên là nếu như mà các bạn chăm sóc da theo từng vùng, Long rất là khuyến khích các bạn chăm sóc da theo từng vùng. Nhưng nếu như các bạn không có quá nhiều thời gian để các bạn chăm sóc da theo từng vùng thì chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng các bộ sản phẩm chăm sóc da dành cho da hỗn hợp riêng biệt. Có nghĩa là trong những cái bộ sản phẩm chăm sóc da hỗn hợp nó đã tích hợp trong đó rồi, chúng ta không cần phải thêm bất cứ một cái sản phẩm nào cả, và chúng ta không cần phải sáng tạo thêm để làm gì, bởi vì trong cái sản phẩm đó nó đã dành riêng cho da hỗn hợp. Thì khi mà đọc cái tên của sản phẩm dành cho da hỗn hợp thì cứ mua cái sản phẩm đó về xài và mình không cần phải lăn tăn suy nghĩ. Còn đối với những bạn nào mà xịn quá, các bạn xịn rồi, các bạn biết là cái vùng này mình cần sử dụng sản phẩm gì, cái vùng này mình cần sử dụng cái sản phẩm gì, thì chúng ta có thể dùng kết hợp lại. Còn bạn nào mà mới tập tành thôi, các bạn mới sử dụng những cái sản phẩm cơ bản thôi, thì chúng ta cứ thấy là sản phẩm dành cho da hỗn hợp thì cứ mua cái sản phẩm đó về sử dụng trực tiếp lên trên da mặt giúp cho Loan ha. Rồi, cũng tương tự như vậy, mình sẽ không rửa mặt quá nhiều lần trên một ngày và chúng ta nên tẩy tế bào da chết 1 đến 2 lần trên một tuần và nên chăm sóc da theo mùa. Mọi người nên lưu ý da hỗn hợp nó sẽ bị thay đổi da theo mùa. Ví dụ vào mùa nắng nóng như thế này, nha, da của chúng ta đổ dầu rất là nhiều, chúng ta đổ dầu liên tục và chúng ta cần phải sử dụng những cái sản phẩm hỗn hợp
thiên dầu hoặc là sử dụng những cái bộ sản phẩm dành cho da dầu luôn. Nếu như mà bạn nào mà cảm thấy là đổ quá nhiều dầu và lượng dầu đó các bạn không thể nào kiểm soát được. Còn vào mùa đông thì chúng ta nên sử dụng các sản phẩm mà nó có tính chất là cấp ẩm nhiều một tí để giúp cho da của chúng ta nó không có bị khô, cũng như là da của mình nó không có bị lão hóa sớm. Cho nên là đây là một cái phương pháp chúng ta có thể áp dụng là mình nên chăm sóc da theo mùa giúp cho Loan nha. Rồi, nói tóm lại là da hỗn hợp này nó khó chịu lắm mọi người ơi. Nó khó chịu cực kỳ, chỉ cần một ngày mà không chăm sóc thôi là sáng hôm sau thấy nổi một cục mụn ngay lập tức. Bởi vậy là rất là khổ tâm đối với những bạn nào mà thuộc cái tiếp da hỗn hợp này. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ có da nhạy cảm. Da nhạy cảm là một cái làn da gì? Da nhạy cảm là da như thế nào? Da nhạy cảm ở đây có nghĩa là một cái da mặt nó rất là đỏ này, nó rất là mỏng. Nó sẽ xuất hiện những cái mạch máu li ti ở phía dưới da, và cái chất nhờn đổ ra nó rất là ít, cho nên là nó sẽ bị mau lão hóa hơn so với những cái làn da khác. Nó cũng tương tự giống da khô, nó sẽ mau lão hóa hơn rất là nhiều, và da kiểu nó sáng nhưng mà nó kiểu nó theo cái kiểu mà nó sẽ bị chì lại, chứ không phải là sáng hồng sáng khỏe như là da của người ta, và da sẽ bị dễ kích ứng so với lại là những cái làn da khác. Thì da nhạy cảm này nó sẽ xuất phát từ hai điểm. Đầu tiên là nhạy cảm da truyền, cái thứ hai nữa là nhạy cảm do sử dụng kem đặc, kem pha, kem trộn, hoặc là sử dụng thuốc bắc, sử dụng những cái sản phẩm bông tróc da, lột da, kích trắng vân vân, thì da bình thường nó sẽ chuyển biến sang da nhạy cảm. Thì nếu như mà các bạn muốn xác định thử là cái sản phẩm mình đang sử dụng có phải là kem đặc, kem trộn không, nó rất là đơn giản. Nó rất là đơn giản luôn mọi người. Mọi người chỉ cần nhìn cái gương mặt của chúng ta nha. Thấy cái vùng gò má này, thấy cái vùng mũi, vùng trán nó đỏ ửng lên, nó đỏ ửng kiểu như đánh má hồng, da trắng, và những cái vùng da hai má, hai cái gò má này, rồi mũi, rồi trán tự dưng nó cứ đỏ ửng lên, thì đó là thuộc cái tuyết da mà bạn nào mà sử dụng kem đặc, kem trộn, kem pha thì các bạn sẽ gặp trường hợp đó nhiều nhất. Và các bạn nghĩ đó là một cái làn da đẹp nhưng mà thực ra không, đó là một cái làn da nhạy cảm. Khi các bạn đổi qua một cái sản phẩm khác, ví dụ các bạn đang sử dụng sản phẩm A đúng không, các bạn chỉ cần đổi qua sản phẩm D thôi là các bạn sẽ cảm thấy là cái da của chúng ta bắt đầu nó châm chít này, rồi nó bắt đầu nó nổi ngứa, nó sần lên, nó bong tróc da ra, thì các bạn cũng tự biết được rằng là cái kem dưỡng da mình đang xài có tốt hay là không ha. Rồi nếu như các bạn muốn xác định một lần, xác định chính xác một lần nữa, thì các bạn có thể thấy được rằng là sau khi mà các bạn ngưng sử dụng kem dưỡng da, nếu như là kem đặc, kem trộn, kem pha, nếu như các bạn ngưng sử dụng dưỡng da cái kem đó trong khoảng thời gian từ 3 tới 5 ngày, thì các bạn sẽ cảm thấy là cái bề mặt da của mình nó bắt đầu nó bị sần lên. Nó sần lên, rồi nó cảm giác như là nó bị sạm xuống. Màu sắc nó không có được tươi tắn như là cái lúc mà mình sử dụng kem nữa. Nó bị sạm xuống và nó chuyển biến xấu hơn. Và khi các bạn sử dụng lại cái sản phẩm mà cái kem mình đang xài, chỉ cần sử dụng lại qua một đêm thôi, thì cái bề mặt da của chúng ta nó sẽ lại trở về như ban đầu. Thì nếu như bạn nào đang gặp tình trạng như vậy, thì Long khuyên mọi người là nên xem xét lại cái sản phẩm kem dưỡng da mình đang xài. Bởi vì hầu như là kem đặc, kem trộn, kem pha nó sẽ có cái trường hợp như vậy ha. Rồi giải pháp kiểm soát cái làn da này là như thế nào? Chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề phục hồi da. Tập trung vào vấn đề phục hồi da giúp cho Loan. Nếu như mình đang gặp khách hàng đang gặp tình trạng này, thì mình sẽ không tư vấn kem dưỡng da, mà mình hãy tập trung vào vấn đề phục hồi da. Chỉ cần sử dụng các sản phẩm nhiều nhẹ. Nhiều nhẹ đây có nghĩa là nó sẽ không tạo bọt này. Các sản phẩm dạng kem không tạo bọt, rồi các sản phẩm nó cơ bản nhất, gọi là cơ bản nhất luôn. Rồi chúng ta hạn chế sử dụng những cái sản phẩm có tính bào mòn da, ví dụ như tẩy tế bào da chết. Thì đối với làn da này, mình không sử dụng tẩy tế bào da chết. Rồi chúng ta cần cung cấp bổ sung vitamin và các loại khoáng chất, ví dụ như là wellness hoặc là viên táo astaxanthin. Thì thông thường nếu như một cái làn da nhạy cảm, Long sẽ tư vấn các bạn sử dụng wellness trước, sau đó mới cho các bạn sử dụng những cái sản phẩm dưỡng da. Thì sử dụng wellness kết hợp với lại là một tuyết rửa mặt dạng kem hoặc là dạng nước, giống như dòng lớp nature màu hồng, dòng lớp nature màu hồng được chiết xuất từ lúa mặt đồ quả tự tử, thì các bạn có thể tư vấn cái chai dung dịch nước để các bạn rửa mặt, và các bạn tư vấn thêm cho Long Wellness sử dụng trong vòng 1 tháng cho tới 2 tháng để tái tạo lại bề mặt da, sau đó chúng ta mới sử dụng các sản phẩm chăm sóc da cho cái làn da nhạy cảm này hơn. Rồi mình sẽ bảo vệ da tránh khỏi những tác hại từ môi trường. Đó chính là những cái phương pháp mà Loan nói về, Loan muốn chia sẻ về cái làn da nhạy cảm thôi. Và cái làn da nhạy cảm này thì tùy thuộc vào mũi, tình trạng da, thì nó sẽ có những cái gọi là những cái cách chăm sóc da khác nhau, cho nên là mọi người cần lưu ý giúp cho Loan hơn. Này, đó là 5 loại da khác nhau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ
đến với các bước chăm sóc da cơ bản. Thì đây là những cái bước gọi là cơ bản nhất, mọi người cần nên nắm rõ cái bước này để giúp cho chúng ta có thể tư vấn với khách hàng mình một cách đơn giản hơn. Và tùy thuộc vào điều kiện khách hàng thì chúng ta sẽ cùng nhau tư vấn từng sản phẩm khác nhau. Có nghĩa là những bạn nào mà không có quá nhiều điều kiện để các bạn bỏ ra một số tiền lớn để chúng ta chăm sóc da, thì chúng ta hãy cùng nhau tư vấn những sản phẩm cơ bản. Còn những bạn nào thích những cái sản phẩm mà nó chống lão hóa này, rồi thích những cái sản phẩm nào mà nó chăm sóc da riêng cao cấp này, thì chúng ta có thể tư vấn dòng Novae. Thì lon đĩa trên đây là những sản phẩm gọi là những sản phẩm mẫu mã để cho mọi người nhận biết thôi. Còn cái cách tư vấn cũng như là cái cách mà chăm sóc da phù hợp với từng làn da thì mọi người tự bỏ vào sản phẩm vào và mọi người tự tư vấn hơn. Đầu tiên là chúng ta tẩy trang. Đầu tiên, bước đầu tiên mà để chăm sóc da đầu tiên đó chính là bước tẩy trang. Có một vài khách hàng hỏi luôn như thế này: em ơi, chị không trang điểm, chị chỉ sử dụng kem chống nắng thôi, vậy thì chị có nên tẩy trang hay không, bởi vì chị cảm thấy là cái bước đó nó không cần thiết. Thì Loan xin thưa luôn, cho dù bạn không tẩy trang, cho dù bạn chỉ sử dụng kem chống nắng thôi, hoặc là cho dù bạn chỉ là mặt mộc thôi, mặt mộc không sử dụng cái gì, không sử dụng bất cứ một cái gì, thì chúng ta vẫn cần phải tẩy trang. Mọi người cũng có thể thấy là diễn viên, người mẫu, người ta trang điểm rất là nhiều. Có nghĩa là người ta trang điểm mỗi ngày, người ta trang điểm hàng ngày, và người ta để cái lớp trang điểm từ 8 cho tới 12 tiếng như vậy. Nhưng mà da của người ta cũng rất là đẹp, bởi vì họ chú trọng vào cái bước tẩy trang này. Cho dù họ không trang điểm, họ không chống nắng, họ để mặt mộc, họ vẫn phải tẩy trang. Cho nên là nếu như các bạn muốn một cái làn da sạch, khỏe, bóng mịn, không mụn màng các kiểu, thì tẩy trang sẽ là bước đầu tiên. Và Loan khuyên mọi người nên có hai chai nước tẩy trang khác nhau, một chai là dạng dầu và một chai dạng nước. Bởi vì thông thường thì mình sẽ sử dụng dạng dầu trước để trung hòa cái lớp trang điểm, cũng như là trung hòa kem chống nắng và bụi bẩn ở trên da của mình. Và dầu sẽ được hòa tan trong dầu. Khi da của chúng ta nó có một cái độ ẩm nhất định thì dầu nó sẽ được hòa tan trong dầu, và nó sẽ loại bỏ đi, nó sẽ làm rã đi những cái lớp trang điểm, những cái lớp bụi bẩn đó. Tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng nước tẩy trang dạng nước, mình cho lên một cái miếng bông tẩy trang. Dạng dầu thì chúng ta có thể sử dụng tay nha, nhưng mà dạng nước chúng ta nên cho lên một miếng bông tẩy trang, sau đó chúng ta sẽ lau khắp mặt của mình đi để giúp cho làn da của chúng ta nó được sạch sẽ hoàn toàn. Thì đó là bước tẩy trang. Thì Loan khuyên mọi người nên có hai chai nha, một chai dạng dầu và một chai dạng nước. Rồi, bước thứ hai đó chính là sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt là một bước rất là quan trọng. Mọi người có thể vô di bất diệt, có nghĩa là nếu như chúng ta không nắm rõ về tất cả mọi thứ thì chúng ta có thể là có một vài bạn không có nước tẩy trang cũng được. Nhưng mà bắt buộc không bao giờ thiếu sữa rửa mặt. Bắt buộc không bao giờ thiếu sữa rửa mặt. Giúp cho Loan nha, các bạn mà thiếu sữa rửa mặt thật sự luôn là nói về những cô mà U50-60 hiện nay vẫn sử dụng sữa rửa mặt hàng ngày, thì các bạn không có một lý do gì các bạn có thể từ chối được sữa rửa mặt cả. Bởi vì đây là một cái bước gọi là giúp làm sạch da của chúng ta mỗi ngày. Nếu như các bạn muốn da của chúng ta nó thông thoáng lỗ chân lông này, không muốn bụi bẩn nó bám trên cái bề mặt da của mình, thì sữa rửa mặt nó sẽ là một cái bước gọi là làm sạch da tối, làm sạch da chứ chưa được gọi là tối ưu đâu. Tối ưu thì chúng ta sẽ còn những cái bước khác, nhưng mà tiên quyết là sữa rửa mặt sẽ là một cái sản phẩm giúp loại bỏ bụi bẩn này, nó sẽ giúp lấy đi những cái cặn bã trên bề mặt da của mình. Và đặc biệt khi các bạn tẩy trang xong mà các bạn không sử dụng sữa rửa mặt là cảm giác như là da của chúng ta mới được làm sạch tầm 20-30% thôi. Cho nên là sữa rửa mặt mọi người không thể nào bỏ lỡ. Và sữa rửa mặt mình sẽ lựa chọn theo từng làn da khác nhau. Ví dụ những bạn nào thuộc tuyết da nhờn, da dầu, da hỗn hợp, thiên dầu, thì các bạn có thể sử dụng sữa rửa mặt dạng gel, dạng tạo bọt. Còn những bạn nào thuộc tuyết da khô, da nhạy cảm, hoặc là da hỗn hợp, thiên khô, thì các bạn có thể sử dụng những sản phẩm sữa rửa mặt dạng kem hoặc là dạng nước lỏng. Đó là tùy theo cách mà mọi người lựa chọn. Nhưng đối với riêng Loan thì một người nên có cho mình hai chai sữa rửa mặt, cũng giống như nước tẩy trang thôi. Chúng ta có hai chai nước tẩy trang thì chúng ta phải có cho mình hai chai sữa rửa mặt, một chai dạng gel và một chai dạng kem. Bởi vì sao? Buổi tối suốt cả một ngày dài như vậy, bụi bẩn nó sẽ bám lên trên bề mặt da của mình này. Cho nên mình cần phải sử dụng dạng gel để làm gì? Để loại bỏ sạch cái bụi bẩn. Nhưng mà buổi sáng sau khi chúng ta ngủ dậy, chúng ta không có ra đường, chúng ta không làm gì cả, thì bề mặt da của chúng ta nó cũng đâu có bị nhớt đâu, phải không ạ? Cho nên là mình chỉ cần sử dụng dạng nước hoặc là dạng kem. Dạng kem có nghĩa là không tạo bọt, để rửa lại gương mặt của mình và chúng ta không làm mất đi độ ẩm cân bằng tự nhiên trên da. Thì đó là một cái phương pháp để giúp cho mọi người có được một cái da mặt đẹp. Thì đây là những cái chia sẻ của Loan khi mà Loan áp dụng này, cũng như là đã được chứng minh bởi các chuyên gia về da skincare ha. Rồi, tiếp tục sau bước sữa rửa mặt đó chính là nước cân bằng ẩm.
Và có một vài bạn cũng bỏ qua cái nước cân bằng ẩm này, bởi vì các bạn bảo là cái bước này nó không cần thiết. Nhưng mà các bạn thử một lần giúp cho Loan thôi. Sau khi các bạn rửa mặt xong, các bạn hãy cho cái dung dịch nước cân bằng này vào trong miếng bông tẩy trang, và mình lau sạch bề mặt da của Loan, bề mặt da của các bạn một lần nữa. Các bạn có cảm thấy dơ không? Rất dơ, thật sự rất dơ. Một buổi tối mà Loan còn phải lau nước cân bằng ẩm này tới 3 lần, 3 lần nó mới sạch. Có nghĩa là khi mà các bạn lau là các bạn phải cảm thấy rằng là cái bông tẩy trang của mình nó được sạch sẽ một cách tuyệt đối nhất. Có nghĩa là nó không còn một cái vết cặn nào, một cái vết nhớt nào ở trên cái bông tẩy trang, là chứng tỏ cái da mặt của bạn nó sạch. Còn bạn nào mà sử dụng nước tẩy trang rồi, sử dụng sữa rửa mặt rồi, sử dụng lại nước cân bằng độ ẩm mà thấy cái miếng bông tẩy trang của mình nó vẫn còn nhớt thì mình nên lau tiếp tục giúp cho Loan nha. Bởi vì sao? Khi mà các bạn sử dụng như vậy, khi mà da của chúng ta đã được sạch như vậy thì các bạn dưỡng da vào, nó mới hấp thụ sâu bên trong làn da của chúng ta được. Và những cái bụi bẩn nó không có bị bám những cái bụi bẩn vào trong cái lỗ chân lông, nó sẽ không có xuất hiện ra mụn. Cho nên đây là cái bước gọi là làm sạch tiên quyết mà Loan nghĩ là mỗi người nên có cho mình. Rồi, nước cân bằng ẩm nó cũng là một cái sản phẩm mà sẽ giúp cho da của chúng ta cân bằng lại độ ẩm khi mà chúng ta sử dụng sữa rửa mặt, nó bị mất đi cân bằng ẩm của mình hơn. Tiếp tục là tẩy da chết, bước thứ tư là bước tẩy da chết. Bước tẩy da chết này chúng ta chỉ cần sử dụng 2 lần một tuần thôi, tẩy trang sữa rửa mặt nước cân bằng thì sử dụng mỗi ngày, nhưng mà tẩy da chết chúng ta chỉ cần sử dụng 1 tới 2 lần mỗi tuần thôi. Những bạn nào da khô thì các chúng ta nên sử dụng một lần, nhưng mà những bạn nào mà da da bình thường, da hỗn hợp thì các bạn nên sử dụng tẩy tế bào da chết 2 lần mỗi tuần. Thì tẩy tế bào da chết nó sẽ có rất là nhiều loại khác nhau, như là loại peel da này, rồi loại đắp liền, sau đó chúng ta sẽ sử dụng tay để chúng ta massage ra những cái loại không hạt hoặc là những cái loại có hạt, vật lý hóa học vân vân, rất là nhiều loại tẩy tế bào da chết khác nhau. Cho nên là mọi người có thể lựa chọn tẩy tế bào da chết theo cái làn da của mình cũng như là theo cái sở thích của mình hơn. Còn đối với Loan thì Loan thích những cái gì mà nó có hạt một tí xíu, bởi vì Loan cảm nhận được là khi mà chúng ta massage bằng hạt như vậy thì cái bề mặt da của mình nó sẽ sạch sâu hơn. Thì cái này là cái cảm nhận riêng của mình thôi, còn bạn nào mà thích cái gì thì chúng ta sử dụng cái nấy. Rồi, tẩy da chết, người Nhật và người Hàn Quốc họ rất là quan trọng bước tẩy da chết này, bởi vì họ cảm nhận rằng da chết đóng trên bề mặt da của mình là một cái được gọi là lớp sừng nó đóng trên bề mặt da của mình, thì cho dù chúng ta có sử dụng dưỡng da tiền triệu đi chăng nữa, chục triệu, 20 triệu đi chăng nữa thì nó cũng không mang lại kết quả tốt. Cũng như là tẩy tế bào da chết thì nó sẽ giúp tái tạo lại tế bào da mới, và da của chúng ta nó sẽ tránh được những cái tình trạng như là nếp nhăn, rồi vết thâm nám, sắc tố da nó cũng mờ đi. Cho nên là tẩy tế bào da chết là một cái biện pháp mà sẽ giúp cho các bạn thúc đẩy quá trình chăm sóc da của chúng ta nó chuyên sâu hơn, nó nhanh hơn. Cho nên là tẩy tế bào da chết là một cái phương pháp không thể nào bỏ lỡ ha. Sau khi tẩy tế bào da chết xong thì chúng ta sẽ đắp mặt nạ. Đắp mặt nạ để làm gì? Để cho da mặt của chúng ta được ăn dưỡng chất, cơ thể của chúng ta được ăn thì mặt da mặt của chúng ta cũng cần phải ăn, phải không ạ? Và tẩy tế bào da chết xong đắp mặt nạ được gọi là thời điểm vàng. Cho nên là mọi người nên đắp mặt nạ sau khi chúng ta tẩy tế bào da chết, lúc này thì nó sẽ hấp thụ dưỡng chất sâu vào bên trong của chúng, sâu vào bên trong da mặt của chúng ta rất là tốt. Và tùy theo từng làn da chúng ta sẽ đắp từng loại da, từng loại mặt nạ khác nhau hơn. Dưỡng ẩm, dưỡng ẩm thì mình sẽ sử dụng mỗi ngày, tẩy trang sữa rửa mặt nước cân bằng dưỡng ẩm chúng ta sử dụng mỗi ngày để giúp cung cấp độ ẩm cho làn da của chúng ta mỗi ngày. Và tùy theo từng làn da mình sẽ có từng loại dưỡng ẩm khác nhau. Và cuối cùng là chúng ta có chống nắng. Chống nắng là một cái sản phẩm dùng 365 ngày trong một năm, có nghĩa là không ngày nào chúng ta bỏ kem chống nắng được cả nhà. Đừng có nghĩ rằng là trời âm u mưa gió bão bùng thì mình không cần phải sử dụng kem chống nắng, sai hoàn toàn nha. Làm nếu như mọi người cảm thấy là trời hôm nay mát mẻ quá thôi mình bỏ qua kem chống nắng thì mình không cần sử dụng kem chống nắng, đó là một cái gọi là một cái sai lầm. Bởi vì không nắng nhưng mà nó vẫn có tia UV, cho nên là mọi người hãy lưu ý giùm cho Loan, một năm 365 ngày không bao giờ bỏ kem chống nắng, ngày nào chúng ta cũng phải sử dụng kem chống nắng, sử dụng tới khi nào mà mình không thể nào cầm được cái tuýp kem chống nắng để thoa lên trên bề mặt da thì lúc đó mình mới không sử dụng. Còn lại là sử dụng cho Loan mỗi ngày và mỗi ngày. Và chúng ta sẽ lặp lại quy trình như vậy, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5, bước 6, bước 7, đó là 7 bước chăm sóc da cơ bản. Thì mọi người đã nắm rõ chưa? Bạn nào mà vừa mới tập tành skincare thì các bạn tuân thủ theo đúng cho Loan 7 bước này. Bạn nào chưa biết xem thử là cái quy trình chăm sóc da của mình đúng chưa thì chúng ta sẽ tuân thủ theo đúng 7 bước này, và chuyên sâu thì chúng ta sẽ kết hợp thêm cả kem mắt serum vào vân vân. Rồi, như vậy là chúng ta đã đi qua phần chăm sóc da cơ bản, các bước chăm sóc da cơ bản, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các sản phẩm chăm sóc da của tháng 5 năm 2020. Thì mọi người hãy lưu ý thật là kỹ những cái
những cái điều mà Long nói phần vừa rồi ha. Thì hôm sau chúng ta sẽ có một buổi livestream và Long sẽ đặt ra những cái câu hỏi cũng tương tự như vậy thôi, và mọi người phải trả lời đúng những cái đáp án thì chúng ta mới nhận được quà. Chúng ta vừa có kiến thức mà chúng ta vừa có thể vui chơi nữa, thì ngại gì mà không học phải không ạ? Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ có bộ lớp Nature trà và chanh. Thì đây là bộ sản phẩm được chiết xuất từ trà, từ tràm trà và chanh. Mọi người lưu ý dùm cho Long, tràm trà nó khác với tinh dầu trà. Tinh dầu trà nó khác với tinh dầu tràm trà ha. Tinh dầu tràm trà nó sẽ có tính kháng khuẩn, kháng viêm tốt hơn, tối ưu hơn so với lại là trà. Và chúng ta phải cần phải xác định hai cái này. Khi mà tư vấn bộ sản phẩm này, mình không bao giờ nói là lớp Nature được chiết xuất từ cây trà nha. Phải nói là được chiết xuất từ cây tràm trà ha. Giúp cho Lon nha, tại vì có một vài bạn nói cái bộ sản phẩm của mình được chiết xuất từ trà và bị khách hàng bật ngược lại, bởi vì khách hàng họ cũng nắm rõ về kiến thức về da. Cho nên nếu như bạn không nắm rõ về kiến thức về da thì rất có thể sẽ bị khách hàng bật ngược lại. Và khi mà bị khách hàng bật ngược lại như vậy thì thật sự lúc đó chúng ta khá là quê độ, phải không ạ? Thì Long cũng hiểu cảm giác như vậy. Cho nên là mọi người phải nắm rõ về kiến thức thì chúng ta mới tư vấn cho khách hàng của mình một cách tự tin và chính xác nhất. Thì đây là một cái bộ sản phẩm đối tượng chúng ta nhắm đến là những bạn da dầu, da nhờn, hoặc là những bạn nào mà cảm thấy là muốn làm sạch cái bề mặt da của mình một cách tối ưu thì chúng ta vẫn có thể sử dụng bộ sản phẩm này. Và tràm trà thì nó sẽ có tính kháng khuẩn và kháng viêm rất là tốt. Bên cạnh đó thì chanh làm gì? Chanh nó sẽ giúp sáng da, mờ thâm. Thì thông thường những bạn mà thuộc tuyết da dầu, da nhờn, các bạn sẽ bị xuất hiện mụn và các bạn sẽ lên mụn. Và mụn thì nó sẽ để lại gì? Nó sẽ để lại vết thâm. Trị mụn rất là đơn giản, một tuần, hai tuần hết mụn. Nhưng mà cái vết thâm này nè, cái vết thâm này được gọi là vết thâm muôn đời, muôn kiếp. Thậm chí là một năm, hai năm nó vẫn chưa hết vết thâm. Cho nên là những bạn nào bị mụn, các bạn không cần phải lo lắng. Bởi vì trị mụn nó rất là nhanh, nhưng mà trị vết thâm á mọi người, trị vết thâm là một cái gọi là một cái chiến đấu dài kỳ luôn. Cho nên là chúng ta cần phải chú trọng vào cái vấn đề trị vết thâm. Và trong bộ sản phẩm này nó có thành phần chanh, chứa vitamin C rất là cao. Nó sẽ giúp sáng da mờ thâm của chúng ta rất là tốt. Bộ sản phẩm này thì nó sẽ có 3 sản phẩm đang được giảm giá trong tháng 5 này, đó chính là gel rửa mặt, tẩy tế bào da chết và mặt nạ, và gel dưỡng da. Thì đây là sản phẩm gel dưỡng da, da dưỡng da mặt chứ không phải là da cơ thể nha. Tại vì mấy ngày trước Lon cũng được nhận được một vài câu hỏi về cái sản phẩm này. Lưu ý giúp cho Lon, sản phẩm này dành riêng cho da mặt, không dành cho da cơ thể ha. Và trong bộ sản phẩm này nó có một cái sản phẩm rất là hay, đó chính là tẩy tế bào da chết và mặt nạ. Thì chúng ta có thể kết hợp vừa tẩy tế bào da chết được, vừa dùng để đắp mặt nạ được luôn. Nhưng mà Long khuyên là chúng ta nên có một cái hũ mặt nạ riêng để chúng ta đắp lên trên da của mình. Bởi vì cái gì thì nó cũng có một cái công dụng của nó thôi. Quá nhiều công dụng trong cùng một sản phẩm thì nó cũng hạn chế. Cho nên là mình cần phải có những cái sản phẩm riêng biệt ha. Một bộ như vậy thì chúng ta sẽ có giá là 299.000. Mình sẽ tiết kiệm được 298.000. Giảm rất là ưu đãi phải không ạ? Cho nên là bạn nào mà đang gặp tình trạng mụn này, rồi đang gặp tình trạng vết thâm vân vân, muốn sáng da mờ thâm đổ dầu nhiều thì mình sử dụng cái bộ sản phẩm này. Hiện tại thì Lô cũng đang sử dụng bộ sản phẩm này, rất là thích, mùi rất là thư giãn này, rồi sản phẩm lên trên da mình cũng rất là êm. À nhưng mà Lô lưu ý cho mọi người một tí xíu về cái phần cái chai, cái hũ gel dưỡng, là cái này nó khác so với những cái sản phẩm khác nha. Có nghĩa là khi mà chúng ta thoa lên trên bề mặt da của mình, thay vì chúng ta xoay tròn như thế này, thay vì chúng ta xoay tròn để sản phẩm thẩm thấu vào trong da như thế này, thì mình cần phải vỗ. Mình vỗ nhẹ nhàng như thế này giúp cho Lon, bởi vì có một vài bạn, Lon thì Lon không gặp tình trạng này, nhưng mà có một vài bạn cảm nhận là khi mà các bạn xoay tròn như thế này thì nó sẽ bị đóng cục lại, nó sẽ bị vón cục lại. Cho nên là hạn chế tối đa cái tình trạng vón cục, thì chúng ta cần vỗ như thế này thì da của mình nó mới không bị vón cục ha. Cho nên là bạn nào mà tư vấn cái bộ sản phẩm này thì các bạn lưu ý cho khách hàng giúp cho Lon là như vậy nha. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có bộ sản phẩm Essential Finest. Thì đây là một cái bộ sản phẩm được chiết xuất từ bưởi chùm. Mà bưởi chùm thì nó sẽ có hàm lượng vitamin C cũng rất là cao. Cho nên là nhưng mà cái điểm đặc biệt của bộ sản phẩm này là nó dành cho mọi loại da khác nhau, không dành cho da nhạy cảm nha. Không dành cho da nhạy cảm, dành cho mọi loại da khác nhau, có nghĩa là da dầu, da khô, da hỗn hợp, vân vân, chúng ta đều có thể sử dụng bộ sản phẩm này. Và đây là một cái bộ sản phẩm gọi là bộ, nhưng mà trong tháng này nó chỉ giảm giá hai sản phẩm thôi, đó chính là sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt này là tạo bọt 1x. Cho nên là mình có thể dùng để rửa mặt cho da của chúng ta, nó cũng khá là thích. Lo thì sử dụng cỡ 2 tuyết và nó cảm nhận được rằng là sau khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì da của mình nó cũng sẽ sáng hơn rất là nhiều. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta có tẩy tế bào da chết loại có hạt. Có hạt ở đây thì Lo khá là thích cái tẩy tế bào da chết này này. Bởi vì sao mọi người biết không? Nó có những cái hạt li ti ở trong đó, cho nên là khi mà chúng ta massage
chúng ta sẽ lấy được những cái massage đó. Khi mà chúng ta sẽ dùng những ngón tay út này, chúng ta massage vào trong cánh mũi, nó sẽ lấy được những cái mụn đầu đen ở phía trong cánh mũi này rất là hiệu quả. Thì đây là một cái sản phẩm mà Lo nghĩ rằng là bạn nào mà thích cái cảm giác là có những cái hạt gì đó nó massage trên cái bề mặt da của mình thì các bạn mua cái sản phẩm này thì các bạn sử dụng thử đi, tin Lo một lần đi. Sử dụng cái sản phẩm này, Lo sử dụng cũng phải là 5-6 tuyết như vậy rồi, một tuyết sử dụng cũng phải là 5-6 tháng, cho nên là mọi người cảm thấy cho nên cái tuyết này nó rất là tiện, trong đó là nó trong tháng này thì nó đang được giảm giá luôn. Cho nên là bạn nào mà thích cảm giác như vậy, thích cái cảm giác sạch sâu như vậy, cũng như là thích được tiết kiệm một xíu tiền chi phí thì trong tháng 5 này nó đang được giảm giá ha. Rồi, tiếp tục là bộ sản phẩm kem dưỡng Optimal Even Out. Thì đây là một cái bộ sản phẩm mà được gọi là quá là nổi tiếng tại Oriflame rồi phải không ạ? À? Và hầu như là tất cả các anh chị tướng viên nhà mình đều yêu thích bộ sản phẩm này. Tuy nhiên trong tháng 5 này thì nó sẽ được tách xét ra. Tách xét ở đây thì nó cũng rất là tiện lợi cho mọi người, bởi vì nó sẽ có mức giá nó thấp hơn. Và bộ sản phẩm này thông thường có giá là, một cái hũ sản phẩm này thông thường nó sẽ có giá là 439.000. Nhưng mà khi tách xét ra như vậy thì nó chỉ có giá là 299.000 mà thôi. Thì mọi người mua sản phẩm này, có kem dưỡng da ban ngày, có kem dưỡng da ban đêm, cho nên là mọi người sẽ tiết kiệm được một số chi phí kha khá khi mà các bạn mua trọn bộ hai chai như vậy. Mỗi chai mỗi hũ là 299.000 nha cả nhà. Rồi, đây là một bộ sản phẩm có công dụng gì? Giúp sáng da, mờ nám sạm. Bạn nào và có câu hỏi là nếu như tôi không có nám sạm thì tôi có thể sử dụng bộ sản phẩm này được không? Câu trả lời là được. Tại vì sao lại không? Bởi vì các bạn thích cái gì? Các bạn thích da của chúng ta sáng hơn, da của chúng ta khỏe hơn, chúng ta hạn chế được, ngăn chặn được nám sạm, thì các bạn cứ sử dụng bộ sản phẩm kem dưỡng Optimal Even Out này giúp cho Lo nha. Và bộ sản phẩm này nó sẽ kiểm soát cái quá trình sản sinh ra melanin, sản sinh ra sắc tố da được gọi là nám đồi mũi ở trên da của mình này. Và trong này thì nó sẽ có những cái thành phần từ phức hợp dưỡng sáng da Lumiline, thì nó sẽ làm mờ các đốm nám sạm trên da, ngăn ngừa các khuyết điểm về sắc tố da. Và sau khi sử dụng thì tùy theo cơ địa của mỗi người, nó sẽ có những cái gọi là những cái diễn biến nó khác nhau. Ví dụ như da của Long hồi trước là Long có một vài đốm nám ở chỗ này, ở một vài đốm nám ở gốc cái phần gò má này. Nhưng mà khi Long chỉ cần sử dụng hai hũ thôi, Long chỉ cần sử dụng đúng hai hũ Optimal Even Out này thôi, thì cái phần đốm nám chỗ này nó mờ đi tới 80%. Cho nên là mỗi người nó sẽ có một cái chu trình khác nhau. Cho nên là khi mọi người sử dụng bộ sản phẩm này là mọi người phải kiên trì, bởi vì bộ sản phẩm của chúng ta là bộ sản phẩm làm sáng một cách an toàn. Nó không giống như là kem đập, kem trộn, kem pha. Mọi người sử dụng một tháng da mặt của mình trắng bóc nhưng mà nó lại rất là nguy hiểm. Cho nên là hãy sử dụng sản phẩm an toàn nhưng nó sẽ mang lại hiệu quả cho chúng ta rất là cao ha. Vậy thì đối với những bạn nào mà muốn cấp ẩm cho da nhiều hơn này, rồi những bạn nào mà thích da của chúng ta căng mọc giống như là những cái làn da của Hàn Quốc, khi các bạn thấy những cái làn da chúng ta đi ngoài đường thôi, các bạn thấy là người dân Hàn Quốc ạ, da của họ rất là căng, rất là bóng, và da của họ giống như là được ngậm nước, nó có nước ở trong nhà này vậy. Và khi nhìn vào da của người ta, khi nhìn vào da của Hàn Quốc, khi ánh sáng nó chiếu vào nha, da của họ lấp lánh rất là đẹp, là bởi vì sao? Họ cấp nước đầy đủ, họ cấp ẩm đầy đủ. Và bộ sản phẩm Optimal Hydra Radiant này nó sẽ giúp cho chúng ta cấp nước như vậy. Và trong tháng 5 này thì bộ sản phẩm này cũng được test set luôn, cho nên là nó sẽ có những cái mức giá rất là hấp dẫn. Ví dụ như là cái kem dưỡng da mắt, khi trước là Long mua là 300.000 một hũ để giúp dưỡng cái vùng da mắt của mình, nhưng mà bây giờ nó chỉ có 169.000 thôi. Cho nên là đây là những cái sản phẩm rất là ưu đãi trong tháng 5 này. Bạn nào đang có nhu cầu thì Long nghĩ là trong tháng 5 này chúng ta nên sở hữu những cái sản phẩm này để giúp cho chúng ta tiết kiệm được một phần chi phí hơn. Rồi, đây là một bộ sản phẩm, nó sẽ có thành phần là hợp chất chống ô nhiễm, thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái lớp màng bảo vệ để những cái bụi bẩn nó sẽ không xâm nhập vào bên trong da của mình được. Cho nên là nó sẽ giúp cho da của chúng ta bảo vệ da một cách tối ưu. Và trong này thì nó sẽ có luôn cả phức hợp aqua mineral, thì đây là một cái phức hợp giúp cung cấp nước cho làn da của mình. Thì đây là một cái phức hợp được lấy từ nước, và nó sẽ cung cấp độ ẩm, cung cấp nước cho làn da của chúng ta. Nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái làn da căng mọng. Thì bạn nào cảm thấy là da của mình nó bị thiếu nước, da của mình nó cảm nhận được rằng là nó hơi bị khô một tí, rồi các bạn muốn sự đầy đặn từ gương mặt, thì mình sẽ sử dụng bộ sản phẩm này. Và bộ sản phẩm này dành cho da thường và da hỗn hợp. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ có viên dầu Nutrisix. Rồi đây là một cái sản phẩm được gọi là, khi mà nhắc đến sản phẩm này là kiểu như là tay chân của Long nó run bần bật hết mọi người, bởi vì Long quá yêu thích cái viên dầu dưỡng da này. Chỉ cần sử dụng đúng một viên thôi là mọi người đã cảm nhận ngay cái sự khác biệt
của làn da sau khi sử dụng cái viên dầu dưỡng da này rồi. Bởi vì sao mọi người biết không? Những cái viên dầu dưỡng da khác ở ngoài thị trường á, khi mà chúng ta thoa lên trên da của mình, nó mang đến cho chúng ta cái cảm giác bít dính rất là khó chịu, và nó cái cảm giác nhờn trên bề mặt da của mình này, đụng cái gì nó cũng dính, thậm chí mang khẩu trang vào nó cũng dính hết vào khẩu trang. Tuy nhiên đối với cái viên dầu Nutrisix của mình á, thoa vào chỉ cần thoa một viên thôi là mọi người cảm nhận được là những cái dưỡng chất nó hấp thụ, nó thẩm thấu sâu bên trong làn da của mình rồi. Cho nên là bạn nào mà đã sử dụng cái viên dầu dưỡng da này thì chắc chắn bị nghiện giống như luôn. Và khi mà nhắc tới cái sản phẩm này thì tay chân các bạn kiểu như là phấn khích quá, không biết phải nói như thế nào, phải không ạ? Thì là một cái viên dầu được chiết xuất từ 6 loại dầu thiên nhiên như là dầu hạt vừng, dầu quả bơ, dầu hạt đào, dầu medaform, dầu lý chu đen, dầu đậu nành. Đây là những loại dầu chống oxy hóa cho da, cung cấp vitamin và khoáng chất cho da của chúng ta rất là tốt. Và sản phẩm này dành cho mọi loại da khác nhau. Có nghĩa là một vài bạn nói như thế này: da dầu có nên sử dụng viên dầu không, bởi vì mình cảm nhận rằng là nó sẽ cung cấp quá nhiều dầu cho da. Nhưng mọi người nghe Long nói khi nãy không ạ? Sử dụng viên dầu dưỡng da Nutrisix của Oriflame không gây bít dính, chỉ cần sử dụng đúng cho Long một viên. Chúng ta sẽ sử dụng là một viên chia thành hai buổi, buổi sáng nửa viên, buổi tối nửa viên, hoặc là sử dụng đúng một viên vào một ngày. Xin lỗi mọi người, đúng một viên vào một lần như vậy thì các bạn sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi rất là rõ rệt từ làn da. Và tùy theo cái yêu thích của mọi người thì mọi người sử dụng sáng một viên, tối một viên khác nhau, hoặc là một viên như vậy chúng ta sẽ chia thành hai mũi. Rồi mọi người ơi, mọi người thích cái viên dầu này thì hãy comment hoặc là thả tim cho Lon một xíu like nha, bởi vì Lon rất là thích cái viên dầu Nova Nutrisix này và cái hiệu quả nó mang lại rất là tốt. Bởi vì sao? Nếu như da các bạn bị khô, bị bong tróc tới đâu đi chăng nữa, chỉ cần sử dụng cho Lon đúng 4 tuần thôi, đúng 4 tuần, da của các bạn sẽ cảm nhận cách rõ rệt. Rồi các bạn cảm nhận rằng là da nhạy cảm, đặc biệt là những bạn da nhạy cảm này, Lon chia sẻ một tí xíu nha. Thật sự khi mà tư vấn những cái sản phẩm dưỡng da dành cho da nhạy cảm rất là đau đầu, rất là đau đầu. Mọi người biết là sử dụng tư vấn những cái sản phẩm mà dành cho da nhạy cảm là một cái, được gọi là một cái quá trình mà nó gian nan và vất vả rất là nhiều. Nhưng mà chỉ cần tư vấn cái viên dầu dưỡng da này, hầu như 10 người thì hết 8 tới 9 người cảm thấy là cái viên dầu này nó rất là êm, nó không mang lại mỗi cảm giác gì, nó không châm chích, nó không khó chịu, thẩm thấu rất là nhanh, da mềm mượt cực kỳ. Và 6 cái loại dầu này nó sẽ cung cấp những cái dưỡng chất cho da của mình. Cho nên là bạn nào đang gặp những tình trạng như vậy thì chúng ta cũng có thể tư vấn được cái viên dầu dưỡng da Nutrisix. Và lưu ý giùm cho Lon, viên dầu này mình sử dụng cho mọi loại da, mọi đối tượng khác nhau, từ da cơ bản, da lão hóa, vân vân, thì chúng ta đều có thể tư vấn được cái viên dầu này. Và giá của sản phẩm này là 599.000. Tuy nhiên có một vài bạn, bạn có thể lấy quà này, rồi bạn có thể lấy quà sinh nhật này, vân vân, rất là nhiều phần quà từ công ty mà chúng ta có thể lấy cái viên dầu này được, phải không ạ? Rồi, tiếp tục thì chúng ta sẽ có sản phẩm tẩy tế bào da chết và mặt nạ Pouskin Optimal Moisture. Thì Pouskin là một cái sản phẩm dành cho những bạn nào mà da dầu, da mụn, đặc biệt là những bạn nào mà đang gặp tình trạng mụn đầu đen, sử dụng bộ sản phẩm này rất là hay. Và Pouskin thì nó có thành phần từ đất sét trắng, quả lựu và đu đủ. Đây là những cái thành phần mà nó sẽ chứa cái thành phần BHA. BHA là một cái được gọi là một cái axit tốt cho da của mình, đặc biệt là những bạn nào mà thuộc da dầu, bởi vì BHA là một cái gốc axit dạng dầu và nó sẽ được hòa tan trong dầu. Cho nên là khi mà các bạn sử dụng lên trên bề mặt da của mình thì nó sẽ loại bỏ hết tất cả những cặn bã sâu bên trong lỗ chân lông của chúng ta. Tuy nhiên có một vài bạn nói rằng là khi mà sử dụng bộ sản phẩm Pouskin này thì các bạn gặp tình trạng là xuất hiện nổi thêm mụn. Nhưng mà thực ra đó không phải nổi thêm mụn nha, mà bởi vì da các bạn có mụn ẩn này, rồi da các bạn không được, trước giờ không được làm sạch này, rồi khi mà các bạn đụng đến các thành phần mà có chứa BHA thì chắc chắn mụn nó sẽ tự động nó trồi lên. Bởi vì trồi lên như vậy thì để cho chúng ta có thể dễ kiểm soát hơn, chúng ta có thể lấy đi được những cái nhân mụn đó và mình sẽ dễ dàng chăm sóc da hơn. Cho nên là khi mà các bạn sử dụng bộ sản phẩm Pouskin này, một khoảng thời gian đầu tiên từ 1 tháng tới 3 tháng, các bạn sẽ cảm nhận được rằng là da của chúng ta nó sẽ nhiều mụn hơn so với lúc ban đầu. Nhưng mà không sao, các bạn chịu khó chăm sóc da, các bạn chịu khó tuân thủ đúng theo các quy trình thì chắc chắn sau 3 tháng, 4 tháng hoặc 5 tháng các bạn sẽ cảm nhận được làn da của chúng ta nó thay đổi. Bởi vì tận mắt Lon chứng kiến rất là nhiều người đã gặp cái trường hợp này và sau khoảng thời gian 3 tới 4 tháng sử dụng thì họ lại ngược lại hoàn toàn so với cái vẻ ban đầu. Có nghĩa là da của khách hàng của Lon, thậm chí là Lon đi, không cần nói đâu xa xôi đâu. Nói ra thì hơi ngại một tí xíu, nhưng mà thật sự khi mà sử dụng cái bộ sản phẩm Pouskin này nè, khi mà sử dụng bộ sản phẩm Pouskin, một khoảng thời gian đầu tiên tự dưng nó bùng phát mụn lên, nó
mụn nổi mụn mà mụn bọc mụn cục mụn u mụn nang rồi nổi rất là nhiều mụn và cảm giác như là chết rồi. Mình đi tư vấn sản phẩm mà mình nổi mụn nhiều như thế này thì thật sự luôn là mình bị mất tự tin hoàn toàn. Mình bị mất lông, bị mất tự tin mà mọi người, lông bị mất, lông bị stress cũng phải là 1 tháng tới 2 tháng luôn á. Lông bị stress, lông bị căng thẳng bởi vì mụn. Nhưng mà lông tìm hiểu, lông biết được rằng là cái thành phần này nó sẽ đẩy những cái nhân mụn ẩn lên và nó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng xử lý hơn. Cho nên là Long đã tuân thủ đúng cái quy trình chăm sóc da này, đã tuân thủ đúng cái quy trình ăn ngủ nghỉ này, chế độ ăn ngủ nghỉ này, thì trong khoảng thời gian 1 tháng tới 2 tháng như vậy, da của mình bắt đầu nó khôi phục lại, nó mịn màng hơn trước, nó hết mụn và nó không còn có vấn đề gì trên da nữa. Cho nên là bạn nào mà đang gặp cái tình trạng như vậy thì chúng ta không cần phải quá lo lắng ha. Rồi, tiếp tục là sản phẩm Optimal Moisture. Thì đây là một cái sản phẩm mà Long không cần phải nói nhiều nữa phải không ạ? Bởi vì mỗi lần nói về cái sản phẩm này thì Long đều rất là yêu thích. Long thích cái sản phẩm nào mà nó đắp lên trên da và nó chúng ta có thể di chuyển được. Có nghĩa là thay vì chúng ta đắp một cái miếng mặt nạ giấy, chúng ta phải ngồi, chúng ta phải nằm, thì bây giờ chúng ta sẽ đắp một cái miếng mặt, đắp những cái mặt nạ nó bám chặt lên trên da như vậy, chúng ta có thể di chuyển, chúng ta có thể hoạt động được. Và trong cái sản phẩm này thì nó sẽ có những cái thành phần từ quả mọng như là quả mâm xôi, quả Nam Việt Quốc và quả Việt Quốc đen, thì nó là những cái loại quả mọng, mà loại quả mọng thì nó sẽ chống oxy hóa cho da của chúng ta rất là cao và nó sẽ cung cấp ẩm cũng như là cung cấp nước cho da của mình. Cho nên là bạn nào mà muốn cung cấp ẩm, cung cấp nước thì chúng ta sử dụng sản phẩm này mỗi tuần 2 lần. Lâu thì lâu sử dụng tới 4 lần một tuần lận á. Long sử dụng 4 lần trên 1 tuần và cảm thấy là da của mình nó mịn màng hơn rất là nhiều. Cho nên là đây là những cái sự lựa chọn trong tháng 5 mà mọi người có thể lựa chọn hơn. Chúng ta có tuyết mặt nạ riêng này, tuyết mặt nạ full skin riêng này, rồi chúng ta có một cái set mặt nạ full skin sử dụng được 4 lần, một kit như vậy sử dụng được 4 lần. Thì những bạn nào mà mới, các bạn có thể mua cái sản phẩm này về các bạn xài thử đi, hoặc là chúng ta có thể tặng cái sản phẩm bộ kit này cho những khách hàng thân thương của mình. Và các bạn muốn sử dụng một cách nó lâu hơn thì mình có thể mua cái tiếp to để mình xài, mình gọi là mình sử dụng một khoảng thời gian dài hơn. Rồi, tiếp tục thì gì, kem chống nắng. Khi nãy Lâm đã nói rồi phải không ạ? 1 năm 365 ngày không bao giờ thiếu kem chống nắng. Và kem chống nắng tháng này chúng ta đang giảm là Novida Shield SPF 50 và UVA trên VA 4+. Và đối tượng mà chúng ta tư vấn sản phẩm này là những các bạn nào thuộc da hỗn hợp, da thường, da khô và da lão hóa, thì chúng ta tư vấn cái sản phẩm này cho Loan ha. Rồi, đây là một cái sản phẩm có chỉ số SPF cũng như là UVA trên VA được xem như là tốt nhất trên thị trường hiện nay. Chúng ta nên sử dụng kem chống nắng có SPF từ 30 cho tới 50 đối với da mặt nha. Nếu như chúng ta sử dụng cao quá thì nó sẽ gây ra những cái tình trạng kích ứng da đối với một số làn da, như là 70 cho tới 100 thì nó sẽ gây ra tình trạng kích ứng da đối với một số làn da khác nhau. Cho nên là SPF 50 UVA trên VA 4+ là một cái chỉ số mà Long nghĩ rằng là nó sẽ tốt cho tất cả mọi người. Trong này thì nó sẽ có chứa vitamin E chống lão hóa cho da của chúng ta luôn. Thì thông thường Novay là một cái sản phẩm chống lão hóa cho da rồi, cho nên là nó cũng không cần phải nói quá nhiều về cái dòng Novay này phải không ạ? Thì nó sẽ có những cái cách để cho chúng ta có thể, có nghĩa là có một vài bạn khi sử dụng kem chống nắng Novay thì các bạn sẽ cảm nhận rằng là nó hơi dính ở trên mặt của mình. Thì có thể chúng ta có thể sử dụng thêm một lớp phấn phủ để giúp kìm lại cái lớp dầu ở trên bề mặt da của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể sử dụng thêm cái kem lót của dòng Novay. Trong tháng này đang giảm giá này, đang giảm giá cái kem lót Novay cùng trang với lại là cái kem chống nắng của mình luôn. Thì chúng ta có thể mua kem lót đó về chúng ta thoa sau cái bước kem chống nắng thì nó sẽ kìm lại cái lớp bóng ở trên da của mình. Thì đó là những cái phương pháp để giúp cho chúng ta kìm lại cái lớp dầu cũng như là lớp bóng ở trên da khi mà chúng ta sử dụng các loại kem chống nắng. Này, như vậy là chúng ta đã xong hết tất cả các sản phẩm chăm sóc da, cũng như là chúng ta đã học về cái cách kiến thức chăm sóc da cơ bản là như thế nào. Thì Long rất mong là mọi người có thể nắm rõ được cái buổi chia sẻ của Long ngày hôm nay. Và hôm sau thì chúng ta sẽ có một buổi livestream khác, nhưng mà Long sẽ hỏi lại những câu hỏi của buổi ngày hôm nay, cho nên là chúng ta hãy ghi chép thật là đầy đủ thông tin cũng như là học thật là kỹ, bởi vì sáng ngày hôm sau Long sẽ xóa bài live ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị tư vấn viên nhà mình. It's higher than high.